Xin cảm ơn một câu hỏi rất là thú vị. Có lẽ câu đầu tiên phải hỏi là tại sao Jun lại chọn chị Xuân Hương thì đúng hơn, có phải không ạ? Vậy là bây giờ là em phải trả lời hả? Trả lời trước đi. Thứ nhất, thưa mọi người, khi mà Jun nhận bài hát của Huỳnh Hiền Năng á, đây là một bài hát vui. Thì thực sự mà nói, bản thân mình cũng nhận ra là em có chấp nhận là bài của mình nó xàm không nè. Cái nội dung rất là đơn giản, chỉ đơn giản là đây là một bài hát vui. Và quan trọng nhất vẫn là cái beat nó rất là sôi động khi mà nghe nhún nhảy. Nên bây giờ khi mà họp với các ekip, các anh đạo diễn thì bây giờ mình làm sao bây giờ, chẳng lẽ mình cứ ra đường mình nhảy thì nó sẽ bị thường quá. Nên tất cả mọi người nghĩ là bây giờ mình phải ráng nghĩ như thế nào một câu chuyện nó đặc biệt hơn. Thì ngay lúc đó thì qua nhà bạn Huỳnh Hiền Năng, bạn đó cũng có cuốn sách tên là Số Đỏ. Cái làm cho mình liên tưởng đến tại sao mình không kết hợp hai cái này lại với nhau. Thì tôi mới mượn Năng về Jun nghiên cứu này nọ, xong rồi tôi nói với anh Tân DS là thôi mình làm, bắt buộc phải làm về Số Đỏ. Và cái điều khó khăn đây là kiếm rất là nhiều nhân vật, làm sao mà mời được một dàn diễn viên và có tiền cũng không dám mời được như đây, đúng không mọi người? Tôi thật sự rất may mắn, tôi xin cảm ơn mọi người rất là nhiều khi tham gia. Và khi mà, và cái nhân vật chính là bà Khoa Đoan, thì lúc đó mình nghĩ rất là nhiều option, nhưng mà trong đầu mình tự nhiên nghĩ ra ngay cô Xuân Hương. Một phần là con xin lỗi là ngay lúc đó cô cũng đang rất nổi tiếng. Thật, lúc đó nó nảy ngay trong đầu con, ngay cô. Rất là tai tiếng. Không, nhưng mà thật ra từ nhỏ tới lớn thì như con đã chia sẻ khi ngồi tâm sự với cô là con rất là thích xem cô Xuân Hương ở những người thích đùa. Và cũng thắc mắc là tại sao quá lâu rồi cô không comeback. Thì trong đoàn có một người nữa mà hôm nay chú bận là chú Hữu Châu. Khi mà hỏi chú là chú Hữu Châu ơi, chú có biết cô Xuân Hương không, thì chú cho con số điện thoại của cô. Và thật ra là đánh liều thôi, cũng không biết là cô Xuân Hương có nhận hay không, tại cô cũng mai danh ẩn tích, đa số là diễn sân khấu là chính. Gọi thử thì cô cũng không biết Xuân Phạm là ai hết mọi người. Alo, alo, dạ con là Xuân Phạm. Là ai con? Cô không biết. Xin lỗi. Mà thật sự là vậy mà mọi người. Nên con muốn mời cô tham gia, đây là một bài hát vui. Mọi người hiểu không? Đã không biết mình là ai mà còn mời cái bài hát tên đây là một bài hát vui, nó còn vô duyên ác nữa. Cô nói, thôi để cô tính suy nghĩ. Có nghĩa là, đó, bây giờ phần sau thì để cô tự cô giới thiệu đi vậy. Thì lời đầu tiên cô rất là xin lỗi Jun Phạm. Không sao, cô xin lỗi hết trơn con biết. Bởi vì là từ lâu rồi cô cũng mai danh ẩn tích. Cho nên thì những người trẻ, mặc dù biết rằng trước đây con là trong ban nhạc 36 năm, nhưng mà rồi là cũng mai danh ẩn tích cho nên là cô không có xem. Thì thật sự ra về sau này cô cũng có được rất nhiều lời mời trong những cái dự án này, dự án kia. Nhưng mà phần đông là cô phải nói thật, cô từ chối ngay từ vòng gửi xe. Tại vì cô cảm giác rằng nếu như mình nhận lời, nó cũng sẽ không có đem đến một cái điều gì thú vị cho mình trong nghề. Nhưng mà khi nhận được lời mời, hình như là trước khi Jun gọi điện thoại cho cô, thì cô nhận được cái tin nhắn từ ekip thực hiện. Dạ đúng rồi. Thì cái lời tin nhắn đó rất là lịch sự. Rất là lịch sự và rất tỏ ra rất tôn trọng cô. Bảo rằng cô Xuân Hương, đại khái cô không nhớ nguyên văn, nhưng mà bảo rằng con chào cô Xuân Hương, con là ai ở trong cái team gì đó, có một cái dự án như thế này thì kia, tụi con rất 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 muốn mời cô vào. Bố cái rất đúng không ạ? Rất. Đúng vậy. Thì Xuân Hương cảm nhận được cái tình cảm, cái sự trân trọng của người mời, của ekip và của Jun Phạm đối với cô. Cho nên đó là cô vui vẻ, cô nhận lời. Và một cái điều thú vị nữa, một cái điều mà mình cũng hơi tò mò, mình đã quá đát rồi mà tại sao một ca sĩ trẻ như Jun thì lại mời vô. Có thể cái vai đó một người khác trẻ hơn đóng vẫn được như thường, đúng không ạ? Chính điều đó làm cho cô Xuân Hương rất là cảm động và nghĩ rằng với cái lời mời như vậy, sau đó thì Jun gọi điện thoại và Jun cũng không giận khi cô bảo là cô không biết. Thật sự cô nói nó cũng hơi mất lịch sự chút xíu, đáng lẽ người ta nói cho nó tế nhị hơn, đúng không?